các bạn, đã đến với kênh Bác Tô và hiện tại các bạn thấy không, trên acc mình nó không có bất kỳ một cái gì ngoài cái bát. Thì uh, xem đến đây nhiều bạn sẽ nói là ở Bác Tô là là hack là, là, là hiếp cái gì đó. Rồi bây giờ là bị admin khóa acc ad rồi. Tuy nhiên uh, là nếu như các bạn nào mà sở hữu trái rồng hoặc là cái uh, sở hữu trái rồng hoặc là sở hữu thêm cái uh, cái 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 á cái, cái uh, thì các bạn sẽ gặp cái lỗi như thế này. Đó là một cái lỗi mà xung đột giữa trái rồng và trái cái cái cái, cái, cái Yoru thì à, mình cũng chả biết vấn đề gì nếu như mà mình à, đây mình không thể lấy được cái Yoru ra nha khi mà mình đang có trái rồng mình không biết là những trái quỷ khác thì như thế nào nói chung là ngày hôm qua thì à, mình làm một video và mình nói là trái rồng này bị rỗi rất là nhiều và mình còn trách là ông admin cái ông làm ra một trái quỷ và ông không test chiêu hay sao mà đánh chiêu không trúng thì ngày hôm nay thì à, để xem là đã được khắc phục chưa à, nhưng mà ngày hôm nay có một cái tình trạng là nó có một thi một cái là nó đỡ hơn có nghĩa là khi mà mình lấy cây katana ra là mình có thể lấy được trái rồng bởi vì nó không có nó không có một cái sự xung đột giữa cái um, cái, cái 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 yoru và cái cây ội lộm không có xung đột với yoru và cây katana nha nhưng mà bây giờ hiện tại mình không thể lấy được cây yoru ra đó mình nghĩ là nếu mình đổ qua trái quỷ khác thì mình sẽ lấy được cây yoru tuy nhiên là hiện tại nếu là trái rồng mà cầm cây yoru ra thì mình sẽ không có được trái quỷ gì hết đây bây giờ mình sẽ bấm vào cây yoru thì nó sẽ mất đó thì hiện tại mình vẫn còn đang sử dụng được trái rồng nha. Nhưng mà nếu tình trạng bạn cầm cây Yoru khi bạn thoát game ra rồi á thì bạn vô lại nó giống như mình reset như thế nè Thì cái trái rồng mình sẽ mất tiêu. Ban đầu là mình hoang mang, mình cứ nghĩ là một cái lỗi gì đó thì uh, mình không thể nào, gọi là bây giờ mình uh, mình không thể nào mình cày game được với lại có một cái combat như thế này dù có reset điểm đi nữa thì combat vẫn là một cái gì đó quá yếu để mình cày đúng không? Và như vậy thì mình không đủ tiền random một trái quỷ thì làm sao mà mình đổi mình cày được nhưng mà ngày hôm qua thì nó lỗi nặng hơn ngày hôm nay là mình có thể vào trong katana cái, cái này mình lấy cây katana ra là mình có được trái rồng để mình farm đó còn à, bây giờ thì nó nói chung là bây giờ đỡ hơn á chỉ là bạn không thể lấy cái được cái yoru ra thôi vì nó là một cái sự xung đột với nhau thì à, chắc là đây là một cái lỗi liên quan đến cái sụt game mà mình mong là trong tương lai admin sẽ update lại á. cái yoru của tôi mà ông còn lấy được thì không được À, nhiều khi tôi nghe nghĩ là ông admin ông giận tôi tôi chơi ông làm game ông test này kia ông giận cái gì rồi thì bây giờ mình vẫn sử dụng được trái rồng thì giờ có một cái lỗi này nữa mình muốn nói các bạn bình thường bấm vào đây tắt nhạc đúng không bây giờ tắt không được nữa bây giờ game này không tắt nhạc được từ khi mà cái update mà có trái trái rồng các bạn nghe nhạc đúng không đó cho nên mình để lại rất là nhỏ đó, cho dù bạn có tắt có bật gì đi nữa thì cũng có nhạc <laughs> Đó. Thì mình mong là trong tương lai Admin sẽ khắc phục lại á Thì mình thấy cái game này thì Nó đồ họa nó cũng được được đó Có nhiều trái quỷ thì cũng chiêu cũng được được hay hay Cho nên mình chơi Mình vẫn là ủng hộ như, uh, cho Admin á Rồi ngày hôm nay nè Có một cái sự thay đổi tích cực Đó là fit lại về cái trái rồng này rồi uhm, Đó là cái chiêu C Ngày hôm qua thì mình nói là chiêu C Nó gây đam theo hình một cái bánh xe Có thể gọi là cái bánh mochi chi á Thì ở trong trung tâm nó không gây đam thì ngày hôm nay đã khắc phục lại đây. bây giờ các bạn có thể thấy là cái bánh xe mình nó xoáy theo cái dạng đúng là hình cái bánh xe thì nó xoáy, nó xoáy theo cái chiều dọc. À, còn à, hôm qua thì nó chỉ xoáy duy nhất chiều ngang. còn bây giờ nếu mà bạn muốn nó xoáy chiều ngang thì bạn sẽ bay con rồng thấp xuống như thế này, thì nó sẽ xoáy theo chiều ngang ha. đây, chờ con à, cư ma nó ra. rồi, thì bây giờ các bạn thấy không, cái bánh xe nó sẽ xoáy theo chiều ngang. ngày hôm qua thì nó không xoáy được như vậy, mình khá là ức chế luôn ngày hôm qua thì nói chung là còn không gây đam được trong trung tâm nữa để coi bây giờ là nó như thế nào nha mình sẽ đứng ở trong trung tâm để coi chiêu xây nó sấy như thế nào và nó gây đam được ở trung tâm luôn rồi chứ không phải là như ngày hôm qua mà nó bị một cái lỗi đó ha và cuối cùng là chiêu v để coi mình kiểm tra coi là chiêu v nó bây giờ nó đã khắc phục chưa đó là chiêu v ngày xưa hôm qua thì nó gây đam tùm lum bây giờ mình sẽ đứng ở giữa đây và mình sử dụng chiêu v nó Thật thời kỳ chiêu này cùi lắm các bạn mình nghĩ là chiêu này chỉ đánh vô biển này nó còn được được chứ đánh đánh quái thì đánh boss thì chắc là tàu lao vậy lắm chắc là mình sẽ cố gắng mình mình treo một con vô biển mình treo để mình mình lấy ra cái cái cục cái cục cái khay vô biển để mình 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 cái, cái 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 nói chung là gọi là cái khay vô biển tự nhiên mình quên nó là cái gì rồi để để mình triệu hồi vô biển mình đánh thử bằng cái trái rồng này coi như thế nào coi là uy lực của chiêu v này như thế nào á còn đây là chiêu v ở đây với bầy quái này thì nó rộng thì chắc là sẽ trúng được nhiều hơn hết ra thì cũng gây được nhiều nhiều đam Đó ba mấy ca đam Nếu mình nghĩ là Là một con du biển thì nó ăn hết đam vào thì mình sẽ Ngon lành cành đào hơn á Ôi trời ơi đánh với bầy quái lâu để sợ luôn á Mà Mình nghĩ là cái cái trái này mà Đánh quái được á Tại cái chiêu C thì nó đã gây đam rộng nè Để coi Oh, được một chiêu C chết luôn bầy quái này Thế Có thể là như vậy mình sẽ đi đánh ở những cái map khác Tại vì cái trái rồng này nó di chuyển rất là nhanh Ví dụ như mình đi đến cái đảo tổng bộ hải quân nè Hay cái cái đảo tổng bộ này mình di chuyển Thiệt chứ ngày hôm qua thì mình không có một cái gì gọi là review chi tiết về cái trái này Tại vì nó quá là nhiều lỗi cho nên là mình cũng chả biết review như thế nào á Ngày hôm nay thì còn đỡ hơn Nhưng mà tổng bộ thì đánh thì chắc có boss râu trắng Có gì đây, đúng không? Hey, boss rau trắng uh, level cao nhất là bao nhiêu? Ờ, cái game này thì... Uh, cái trái rồng phế quá các bạn. À, tưởng đâu là nhận nhiệm vụ không được. Hey, 400 rưỡi. Hình như là nhiệm vụ uh, lâu quá không chơi, mình không nhớ. hình như là nhiệm vụ 400 rưỡi là nhiệm vụ level cao nhất của cái đảo này. Của cái game này rồi hay sao á. Đúng không? Nói đáng lẽ là cái con boss này thì mình cũng phải có một nhiệm vụ để cho người ta nhận, người ta kiếm tiền. Đằng này thì... Uh, không cho nhận nhiệm vụ để kiếm tiền. Đánh ra một con yêu biển thì có một triệu Bailey Người ta ở ngoài ta đánh mấy con quái kìa, còn ngon hơn với mắt công đánh vô biển thì chết lên chết xuống được cái trái rồng này thì mình đánh vô biển nó cũng đỡ các bạn nó nó bay nhanh á cái mình chết mình chạy lên nó nhanh hơn nhưng mà chưa đánh vô biển mình phán như đúng rồi các bạn à ở cái the red rosa này ô lộn ở cái um, uh, alabata này thì um, cũng cấp nhỏ uh, mình nhớ là có một cái đảo nào đó gần gần alabata nè để coi coi là nó có uh, nó có quái chưa vẫn chưa luôn thì update này thì hiện tại chúng ta có thể mua hai kim màu và một số loại mili mới hay gì đó thì chắc là trong clip sau mình sẽ tìm hiểu thêm để mình làm ha còn video ngày hôm nay chủ yếu là mình nói về cái lỗi của trái dragon thôi đó là khắc phục thì khắc phục hết những cái lỗi và chiêu rồi tuy nhiên là hiện tại vẫn còn một cái lỗi đó là sự xung đột giữa cái yoru đó, uh, như mình đã nói là bây giờ lấy cái yoru ra thì mình lỡ mà như vậy nè bạn đang cầm cây yoru này hoặc là bạn nào đang sở hữu yoru giống như mình thó kem ra vào lại hoặc là reset cái tự nhiên thấy mất tiêu hết luôn các bạn hoang mang bạn hoảng sợ bạn không biết bị làm sao mình vừa quay ra được một trái quỷ huyền thoại là trái rồng mà mất trái rồng mất luôn yoru trời ơi đau lòng quá ừ, thế là bỏ game nhưng mà rất là may mắn là <laughs> mình cũng phát hiện ra được cái cách để lấy ra các bạn đó đây là chỉ là một cái sự xung đột thôi à... À, mình nghĩ là chắc là vài ngày nữa thì admin cũng 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 fit lại thôi mình mong là admin phát hiện chứ đừng nói ông nội này ông không phát hiện là tôi tôi lại ông luôn ông làm game cái, cái này chết rồi. Thôi được rồi thì um, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây ha và các bạn cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới mọi cái đóng góp của bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha.